nó được ở đây là 90, 97. Cái hòn ở đây đo được là 40. Cây cao đến đầu thân chính nha. Cao đến đầu thân chính là 80, lên đến ngọn luôn là tầm 90. Bầu ươm hiện tại là 50. 50 nhân cho 37 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 2 triệu bao vận chuyển luôn nha. Giao lưu nhanh luôn. 2 triệu bao vận chuyển. Rất chi là mềm luôn nha. 2 triệu bao vận chuyển nha. 252 cụm cẩm thị tam đan liền cốt luôn. 2 triệu bao vận chuyển. Cụm này là về mình chỉ phân tán ra là ok thôi. VIP luôn. 2 triệu bao vận chuyển nha. 252. Rồi mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ý ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.